Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Cờ Đỏ tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2023 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Năm 2023, tổng nguồn vốn quy động đạt trên 58 tỷ đồng, tăng 4 tỷ 200 triệu đồng so với đầu năm. Doanh số cho dây đạt 149 tỷ đồng, với hơn 4.556 lượt hộ được dây vốn. Tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách được triển khai trên địa bàn huyện đạt hơn 540 tỷ đồng, cho trên 13.640 hộ dây, qua đó đã ứng kịp thời nhu cầu về vốn cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác có vốn để sản xuất kinh doanh, góp phần đảm bảo mục tiêu giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương. Năm 2024, phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội huyện Cờ Đỏ sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, hội viên và nhân dân về các chương trình tín dụng chính sách để kịp thời hỗ trợ nguồn vốn cho người dân có điều kiện phát triển kinh tế gia đình.